Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Yuthana Gymkhaerun công nhận U22 Việt Nam vẫn là một thế lực. Huấn luyện viên U22 Indonesia đánh giá U22 Việt Nam không mạnh. SEA Games 31 tổ chức tại Campuchia. Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan e ngại U22 Việt Nam nếu phải chạm mặt. Thái Lan e ngại nếu phải chạm trán U22 Việt Nam tại vòng bảng SEA Games 32. Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan ông Yuthana Gymkhaerun lo lắng đội nhà sẽ chạm mặt U22 ở vòng bảng SEA Games. Theo các bạn thì thế nào? Đúng, chúng ta đã gần như thi đấu không thành công ở giải giao hữu Doha Cup diễn ra trên đất Qatar. Và cũng ở giải đấu này, U23 Thái Lan thi đấu rất ấn tượng. Tất cả những điều đó không phải bàn cãi. Cùng một giải đấu, cùng một cấp độ, trong khi U23 Việt Nam được xem là thất bại, thì họ Thái Lan được xem là thành công. Nếu chúng ta lấy giải giao hữu Doha Cup ra làm thước đo sức mạnh giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, thì rõ ràng, đúng là họ dường như mạnh hơn chúng ta. Tuy nhiên, có một điều các bạn cần phải lưu ý. Đây là giải đấu được xem là thử nghiệm, chiến thuật, con người, lối chơi cũng như cách vận hành của đội. Thêm nữa, việc huấn luyện viên Park Hang-seo đã gọi cái nóng nhường lại vị trí thuyền trưởng cho huấn luyện viên Philippe Chaucer, mà cứ mỗi đội huấn luyện sẽ có triết lý cũng như cách chơi khác nhau. Nói đơn giản, việc thất bại cả 3 trận đấu ở giải Doha Cup rõ ràng là chưa đánh giá chính xác được sức mạnh thực sự của U23 Việt Nam. Riêng bản thân mình thì tin bước vào giải đấu chính thức như SEA Games 32, U23 Việt Nam sẽ có một bộ mặt hoàn toàn khác. Còn các bạn nghĩ thế nào, có thể bình luận dưới cho mình biết nha. Rõ ràng U22 Việt Nam là đương kim vô địch của giải đấu, trong khi đó U22 Campuchia là nước chủ nhà. Hai đội sẽ nằm ở hạt giống số 1 trong lễ bốc thăm vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games. Điều đó có nghĩa rằng khả năng U22 Việt Nam chạm trán U22 Thái Lan tại vòng bảng là khá cao. Không chỉ riêng phía Việt Nam chúng ta lo ngại viễn cảnh này xảy ra, mà chính Thái Lan cũng vậy thôi. Ngay cả Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan ông Yuthana Gymkhaerun cũng phải thốt lên rằng U22 Thái Lan không được phép chủ quan trước U22 Việt Nam. Phó Chủ tịch còn phát biểu thêm, U22 Việt Nam hiện đang được vận hành dưới bàn tay của một huấn luyện đẳng cấp thế giới, chính xác là ông Philippe Chaucer. Theo các bạn thì thấy sao? Cách phát biểu của ông Phó Chủ tịch này có mang tính chất xã giao không? Hay là sự thật? Còn theo ý kiến cá nhân của mình, đây là phát biểu không hề nói suông đâu. Ở giải SEA Games 32 này, mình nghĩ cơ hội sẽ chia đều cho cả 4 đội mạnh trước giờ của khu vực Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Đương nhiên, Campuchia là nước chủ nhà. Tất nhiên họ vẫn có thể gây bất ngờ rất cao. Dù sao cấp độ U22 ở khu vực Đông Nam Á vẫn được xem là giải dành cho các cầu thủ trẻ. Vì thế, chúng ta những người hâm mộ chân chính sẽ cùng chờ đợi xem sẽ có những bất ngờ gì xảy ra. Huấn luyện viên Indra Syafi của U22 Indonesia đánh giá về sức mạnh U22 Việt Nam ở giải đấu này là không cao. Huấn luyện viên Indra Syafi cho rằng bóng đá Việt Nam đang trong thời kỳ chuyển giao thế hệ. Việc bóng đá Việt Nam thay huấn luyện viên mới sẽ khiến cho U22 Việt Nam chưa có cách vận hành trơn tru, vẫn chưa thực sự hoàn chỉnh. Kiểu như ông Syafi đánh giá U22 Việt Nam ở giải đấu này là không mạnh. Theo mình nghĩ, ông huấn luyện viên của U22 Indo nói như vậy cũng không sai. Bản thân mình cũng thích cái kiểu nói thẳng như vậy. Theo mình nghĩ, vẫn câu nói đó, khả năng vô địch sẽ chia đều cho tứ đại gia thuộc Đông Nam Á, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. SEA Games 32 sẽ có sự góp mặt của 10 đội bóng bao gồm Campuchia, Lào, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Timor-Leste, Thái Lan, Việt Nam. Riêng trường hợp của Brunei bỏ giải không tham gia. Nếu các bạn có xem được clip của mình, cảm thấy có gì không đúng cũng như không hợp lý, các bạn đừng ngại để lại một bình luận. Mình rất vui nếu nhận được ý kiến của các bạn. Mà nếu đã xem hết clip của mình thì cho mình xin một like nha. Mình cảm ơn các bạn nhiều nhiều. Mình xin kết thúc clip ở đây. Chúc các bạn thành công trong tương lai. Bye bye.